ngày xưa có trường học của các loài thú, chương trình học phải đáp ứng nhu cầu học tập của tất cả các loài. Vì vậy, có 4 môn học chính là môn chạy, môn leo trèo, môn bay và môn bơi. Và tất cả học sinh đều phải học 4 môn này. Bạn vịt rất giỏi môn bơi và giỏi hơn cả giáo viên. Môn chạy và bay thì bạn chỉ đạt điểm vừa đủ đậu. Riêng môn leo trèo thì bạn không có tia hy vọng nào. Vì vậy, giáo viên cho bạn vịt ngưng học bơi để tập trung học leo trèo. Sau một thời gian ngưng học bơi, điểm bơi của bạn xuống điểm trung bình, nhưng dù sao vẫn được nhà trường chấp nhận, không ai lo lắng nhiều trừ chính bạn vịt. Đại bàng là một học sinh gây nhiều phiền toái. Trong môn leo trèo, bạn luôn lên tới tận ngọn cây trước tất cả các bạn khác, nhưng bạn lại lên ngọn cây bằng cách của bạn mà bỏ qua nguyên tắc leo trèo. Bạn luôn phải ở lại trường sau giờ học để chép phạt 500 lần câu, gian lận là sai trái. Đại bàng thích bay cao trên không trung, nhưng bạn phải leo trèo, vì đó là yêu cầu của môn học. Bạn gấu thi trượt và giáo viên nhận xét rằng bạn rất lười, đặc biệt là vào mùa đông. Mùa mà bạn học tốt nhất là mùa hè, mà mùa hè thì trường lại không mở cửa. Bạn ngựa vằn thường xuyên trốn học vì bị các bạn khác trêu chọc những chiếc vằn trên lưng. Điều này làm bạn rất buồn. Kangaroo dẫn đầu trong môn chạy, nhưng giáo viên không hài lòng vì bạn không chạy bằng 4 chân như các bạn khác trong lớp. Bạn cá nghỉ học vì theo bạn 4 môn học này chả có gì khác nhau, nhưng chẳng ai hiểu bạn ấy cả vì chẳng ai nhìn thấy bạn. Bạn sắp đạt điểm A trong môn leo trèo, tuy nhiên giáo viên môn bay bắt bạn phải bắt đầu bay từ dưới lên trên chứ không phải bay từ trên cây xuống. Chân bạn sắp đau nhất vì phải tập bay lên trên, vậy nên bạn bị điểm C môn leo trèo và điểm D môn chạy. Bạn ong là một trường hợp khó nhất trong tất cả các học sinh. Vì vậy, giáo viên đưa bạn đến gặp bác sĩ Cú để khám. Bác sĩ Cú nói rằng cánh bạn ấy quá nhỏ để bay và vị trí của cánh nằm không đúng chỗ. Bạn ong không nhìn thấy kết quả khám bệnh của bác sĩ Cú, nên bạn chẳng biết gì, cứ bay đi. Bạn vịt học tốt môn toán nhưng kém môn tiếng Anh. Bạn phải học kèm môn tiếng Anh trong lúc cả lớp học toán. Kết quả là bạn học giảm sút môn toán và cả môn tiếng Anh bạn đạt điểm vừa đậu. Đại bàng trở thành một đứa trẻ phiền toái bởi bạn có cách riêng của bạn khi làm việc gì đó. Dù bạn chẳng làm gì sai, nhưng những việc làm không theo khuôn khổ khiến bạn được xem là học sinh phiền toái nên hay bị phạt. Có ai không nhận ra bạn gấu, bạn rất giỏi trong hoạt động cắm trại và các hoạt động ngoại khóa, nhưng bạn thực sự rất kém trong các môn học thuật. Bạn ngựa vằn là một đứa trẻ nặng, cao, có ý thức, nhưng bạn lại thất bại trong học tập. Ít người nhận ra nguyên do là bạn ngựa vằn thiếu giao tiếp xã hội. Kangaroo thay vì tiến bộ đã hoàn toàn buông xuôi và trở thành đứa trẻ không có động lực với tương lai mờ mịt. Bạn cá thật sự cần được gửi vào một trường chuyên biệt vì bạn không thể tỏa sáng trong môi trường lớp học thông thường. Không giống như bạn vịt có thể xoay sở để qua các kỳ thi, bạn sóc đã thất bại. Bạn ong là đứa trẻ mà nhà trường nghĩ rằng không giáo dục được. Tuy nhiên, khác với những suy nghĩ thông thường, bạn ong được cha mẹ hết sức khích lệ và đã có đủ tự tin để học tốt, trong lúc những người khác luôn nghi ngờ khả năng của bạn. Tôi vui vì biết được nhiều chú ong như vậy. Con của bạn luôn là một cá nhân với nhiều tài năng, tính cách và nhiều tố chất. Một số trẻ em có kỹ năng về trí tuệ, một số trẻ có thiên phú về tình cảm. Song nhiều em được sinh ra với sự sáng tạo bẩm sinh. Mỗi đứa trẻ sẽ có những tài năng rất riêng của mình. Con bạn không sinh ra cùng với cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Làm cha mẹ tốt là tìm tòi, học hỏi và điều chỉnh phương pháp giáo dục, cách hướng dẫn phù hợp cá nhân con bạn. Mỗi và một đứa trẻ là một cá thể độc lập, như chính dấu vân tay của trẻ là một viên kim cương lấp lánh với vẻ đẹp riêng. Đừng biến trẻ thành con kangaroo, hãy suy nghĩ nhé.